trong lúc bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Lào Cai về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, một nghi phạm đã treo cổ tự tử, một nghi phạm tử vong vì xuất huyết dạ dày. Trưa 9 tháng 9, thông tin từ công an tỉnh Lào Cai cho biết tại trại tạm giam công an tỉnh Lào Cai gần đây xảy ra hai vụ nghi phạm tử vong. Cụ thể, khoảng 6 giờ 30 sáng 27 tháng 8, cán bộ trại tạm giam công an tỉnh Lào Cai phát hiện Đoàn Quang Dũng, 58 tuổi, chú P. Sapa, TS, Sapa, Lào Cai, đang bị tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đã tử vong tại phòng giam. Nguyên nhân được xác định do xuất huyết dạ dày. Tiếp đó, khoảng 2 giờ 50 ngày 29/8, cán bộ trại giam phát hiện Nguyễn Trọng Hà, 66 tuổi, chú P, Bắc Sơn, TX, Phổ Yên, Thái Nguyên, treo cổ tự tử tại buồng giam số 2T5, trại tạm giam công an tỉnh Lào Cai. Hà đang bị tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai, cơ quan này đã có báo cáo gửi Bộ Công an về hai trường hợp kể trên. Trước đó, ngày 20 tháng 8, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm Đoàn Quang Dũng và Châu Sơn Hà, 43 tuổi, chú TX, Sapa, Lào Cai, điều khiển xe máy, vận chuyển gói bánh heroin. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận sáng 20/8 đã mang 5,2 triệu đồng đến H. Bát Sát, Lào Cai, mua heroin trong lúc vận chuyển qua xã Đền Thàng, H. Bát Sát thì bị bắt giữ, còn Nguyễn Trọng Hà bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang mua bán trái phép 5 bánh heroin tổng trọng lượng 1,71 kg vào tối 18/3 tại địa bàn xã Đồng Tuyển, TP, Lào Cai, tỉnh Lào Cai.